chà, nên em đi siêu thị đang bổ sung thêm đồ cặp mắt Galaxy chữ phim Latte à. Đây là Quỳnh Đăng Pháp, Quỳnh Đăng Pháp hướng này hướng về Nhà Bè, hướng này về quận nhất. Có gác nữa. Hả? Sao? Được không? Rồi cả đống xe cả. Rồi xe khác đây thấy sao giật giật cả. Được không? Xin mời anh quên các thầy Nguyên Nam Yêu mang kết cho anh một phòng cửa Nguyên Nam Yêu một tích không được. À. Xin mời anh quên các thầy Nguyên Nam Yêu mang kết cho năm một phòng cửa Nguyên Nam Yêu một tích không được. Tên tao biết ăn này đâu? Thằng viên mít. Viên mít kìa. Ừ. À. À, mà nước ngọt không? Đây, thời gian đây. Từ từ kia có, từ từ cho đẩy đi. Ủa dạ? Đây. Phải chi? Nói chung có mặt mình đã phá là tương đối đầy đủ đồ. Không cần lên đại siêu thị, đại siêu thị thì có nhiều đồ chơi hơn. Nhiều chương trình. Hả? À. Ờ, nhớ là đi không có được khóa đó nha, không là bị cô bắt nữa đó. Cô lại bắt về luôn đó. Rồi muốn ra tự đi được nhưng mà không có đi phá lung tung. À, tên là chỗ cũ nè. Ê ê. Ở đây chỗ này nè nha. Ôi bác xin lỗi. Xin lỗi. Đi nè, đi qua đây nè. Nhìn mặt cười. Xe đồ. Hoa tẩu, hoa tẩu. Ê, ê, không có leo treo. Đâu rồi, đâu hả? Đứng đây, đợi. Lên đây nè.
chưa đóng bộ đồ mà. Đây tiền tự đẩy xe luôn nè, kìa giờ để xe đi khỏi hậy đó. Kìa mẹ ăn kìa. Sao? Bên kia đi. Quẹo, phải trái. Đúng rồi. Lại. Ê. Đó là lấy này. Nóng lắm. Xi nhan này ngon hơn nè, đã tươi nè ha. Lấy cái này đi, lấy con. Khủng long đi. Nhìn này rộng hơn nè. Là tên lớn này, tên mặc áo khủng long luôn. Ồ. Dữ. Ôi đau quá. Ôi. Một thôi. Ừ. Là sao? Lấy nào? Cái này đập là có đập không? Cái này có đập. Nó giảm giá nè. Đợi mẹ. Cái này có đập. Rồi tên. Đi ơi, bỏ vô đây đi nè. Thu hoạch được rồi. Ê, cái quay của mình đâu. Kìa. xuống. Rồi bỏ vô cho bằng được à. Rồi để xe đi. Đó. Toàn đồ xe tin không á. Trời ơi con làm kỳ á, không được vậy nha. Trẻ em là không được làm như vậy khi đi siêu thị. Đó, sai. Bỏ xe đem giặt đồ. Ok. Để xe đồ về. Rồi. Không, cái xe nó bị chinh. Là biến. Kệ cái bằng chứng kìa. Quá vụ bằng chứng. Đi nè. Rồi đi về. Đi về là cứu được. Nhấn nút. Giữ. Bị nhấn nút xuống luôn. Hay giữ. Nói rồi. Đi ra. Giờ đi ăn máy gành luôn rồi. Đi ăn máy. Kệ nhấn nút. Rồi. Thằng máy này có hai lầu. Quay đi. Chết chạy nhanh nữa. Giờ siêu ấy luôn rồi. Nè. Cho con tập cầm nè. Nè. Đi sao hả? Tên rồi. Tên ơi. Đi. Đây.
Đi đâu hả? À? Giá trai đâu hả? À? Hả? Làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Lấy đâu hả? À? Chưa mua đồ mà sao vô ăn được? Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.